Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, chắc hẳn đối với người dân Việt Nam, chuyện cổ tích thạch xanh giống như một món ăn tinh thần khiến biết bao người thích thú và say mê. Câu chuyện cổ tích về người dũng sĩ thạch xanh diệt Tràn Tinh đã đem lại những bài học đắt giá về cái thiện bao giờ cũng chiến thắng cái ác, ở hiền gặp lành. Song ít ai biết rằng, mới đây, người dân Việt Nam vô cùng sửng sốt khi phát hiện những bí mật động trời về câu chuyện thạch xanh. Có ý kiến cho rằng, để cứu công chúa, chàng dũng sĩ thạch xanh đã có những hành động bạo lực khiến nhiều người không khỏi sợ hãi, không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Phải chăng những hành động bạo lực, ghê rợn cùng tính nóng này mới chính là con người thật của Thạch Xanh mà lịch sử Việt Nam giấu kín bấy lâu nay? Tất cả sẽ được tiết lộ trong video của Việt Sử Toàn Thư. Với trí tưởng tượng phong phú, các tác giả dân gian đã dựng lên bức chân dung về các nhân vật chính diện, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn đẹp cả phẩm chất bên trong. Nổi bật trong số đó, phải kể đến đó là chàng dũng sĩ diệt Tràn Tinh Thạch Xanh. Thông qua hình tượng người anh hùng lý tưởng chàng Thạch Xanh, nhân dân ta đã gửi gắm ước mơ về một xã hội lý tưởng của sự công bằng, về niềm tin đạo đức ở những phẩm chất tốt đẹp của con người, cùng lý tưởng nhân đạo, ước mơ và chân lý về sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác. Thế nhưng mới đây, cả đất nước Việt Nam ngã ngửa khi phát hiện bí mật động trời trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng này. Điều đáng nói là những chi tiết ấy khiến người đọc vô cùng hoảng sợ, khác xa so với cốt truyện Thạch Xanh mà nhiều người đã từng nghe kể. Nhân vật Thạch Xanh trong các dị bản đã được nhân cách hóa, tông bốc khác hoàn toàn so với hình ảnh chàng dũng sĩ hiền lành, chân chất, thật thà trong chuyện cổ tích. Nhiều chi tiết trong chuyện nổi tiếng này đã bị xáo trộn một cách nghiêm trọng. Vốn là nhân vật đại diện cho cái thiện, nhưng qua vài nét phác thảo, Thạch Xanh từ nhân vật chính diện thành nhân vật phản diện, thiện bỗng hóa ác, tung hoành ngang dọc. Ngay cả sự ra đời của Thạch Xanh cũng như sự thật về việc đánh Tràn Tinh thực ra cũng chỉ là hư cấu để câu chuyện thêm ly kỳ và bí ẩn mà thôi. Thậm chí, xuyên suốt câu chuyện còn được bao trùm bởi rất nhiều chi tiết sùng sợn, ngôn từ bạo lực đã gây ra tranh cãi nảy lửa, khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi. Đằng sau chuyện cổ tích Thạch Xanh còn có ẩn chứa những bí mật nào mà chưa được tiết lộ? Rốt cuộc, Thạch Xanh là con người như thế nào? Khác với chuyện thần thoại, chuyện cổ tích là những chuyện ngắn do dân gian tự sáng tác. Những câu chuyện này mang tính chất hư cấu và tưởng tượng. Tuy nhiên, câu chuyện nào cũng sẽ có một cái kết có hậu, đương nhiên là cái thiện sẽ thắng cái ác. Với bản chất của nó là hướng cho con người đến những cái đẹp hoàn mỹ, ở hiền gặp lành, thể hiện ước mơ và khát vọng về một cuộc sống tươi đẹp của nhân dân ta. Chuyện cổ tích là một thể loại truyền miệng qua dân gian, nhưng nó thường có nhiều dị bản khác nhau. Sự dị bản hóa tác phẩm có thể được nhìn nhận do các dân tộc trên thế giới có những điểm chung nhất về văn hóa, lịch sử, sinh hoạt, lối sống. Thêm vào đó, những người kể chuyện cổ tích thường mang trong chuyện họ kể những nét cá tính riêng, sự thêm thắt nội dung theo những ý đồ nhất định. Tuy nhiên, trong những dị bản đó có những chi tiết gây sốc khiến nhiều người vô cùng sửng sốt. Và một trong số chuyện cổ tích có nhiều dị bản nhất phải kể đến đó chính là Thạch Xanh Lý Thông. Thạch Xanh vốn mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống thui thủi trong túp lều dưới gốc đa và gia tài chỉ có lưỡi búa cha để lại. Thấy Thạch Xanh khỏe, Lý Thông lân la kết nghĩa huynh đệ. Thạch Xanh về sống với mẹ con Lý Thông. Trong vùng có một con Tràn Tinh hung dữ. Mỗi năm, người dân phải nộp người cho nó ăn thịt. Tới phiền Lý Thông, hắn lừa Thạch Xanh đi nộp mạng thay mình. Thạch Xanh giết chết Tràn Tinh, Lý Thông lại lừa chàng đi trốn rồi cướp công của Thạch Xanh. Trong ngày hội nhà vua kén phò mã, công chúa bị đại bàng quắp đi. Thạch Xanh thấy đại bàng quắp người thì bắn nó và lần theo dấu máu vào hang cứu công chúa. Lý Thông lại một lần nữa lừa Thạch Xanh, lấp miệng hang nhốt chàng ở dưới vực. Thạch Xanh giết đại bàng và cứu con vua Thủy Tề, chàng được tặng nhiều vàng bạc, nhưng chỉ xin một cây đàn trở về gốc đà. Hồn Tràn Tinh và đại bàng vu oan cho Thạch Xanh, chàng bị bắt vào ngục. Trong ngục, chàng lôi đàn ra gầy kể về nỗi oan khiên của mình. Lý Thông bị trừng trị, Thạch Xanh được nhà vua gả công chúa cho. Các nước chư hầu tức giận đem quân sang đánh, Thạch Xanh mang đàn ra gầy, 18 nước chư hầu xin hàng. Thạch Xanh nấu cơm thiết đãi, quân sĩ coi thường, ăn mãi không hết, họ kính phục rút quân về nước. Thạch Xanh là chuyện cổ tích về người dũng sĩ diệt Tràn Tinh, diệt đại bàng, cứu người bị hại, vạch mặt kẻ vong ân bội nghĩa và chống quân xâm lược. Chuyện thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lý xã hội và lý tưởng nhân đạo, yêu hòa bình của nhân dân ta.
Thế nhưng mới đây, cả nước bàng hoàng khi phát hiện câu chuyện Thạch Sanh trong cuốn Truyện cổ tích Việt Nam mới tái bản của nhà xuất bản Kim Đồng có những chi tiết lạ, phần thêm thắt vô cùng ghê rợn, không giống như bản gốc mà nhiều người đã từng đọc. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp tới nhận thức của trẻ em. Ngay lập tức, những chi tiết này trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong cộng đồng mạng, trên các diễn đàn, báo mạng, khiến ai cũng phải phẫn nộ. Trước đó, những dị bản khác của ấn phẩm giáo dục, nhiều người đã phát hiện ra nhiều hạt sạn được nhặt ra từ sách giáo khoa tới truyện lịch sử. Những sai sót này đã gây ra tranh cãi gay gắt trong dư luận. Một ví dụ phải kể đến đó là bài học trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5, trong đoạn văn có nhắc đến thánh gióng để dạy về từ ngữ thay thế. Trong đoạn văn có chi tiết liên quan đến nhân vật truyền thuyết này khiến phụ huynh, học sinh và giáo viên băn khoăn. Hay như trong cuốn truyện tranh có tên Trường Nữ Vương Khởi Nghĩa Mê Linh của nhà xuất bản giáo dục gây bức xúc trong dư luận vì tình tiết Mã Viện hạ kế bắt quân sĩ cởi chuồng mà giao chiến. Trong đó có đoạn viết, các đội nữ binh của hai bà trông thấy rất xấu hổ, ngượng ngùng quay đi, nhuệ khí vì thế mà suy giảm rất nhiều. Như vậy, không chỉ có truyền thuyết thánh gióng, chuyện về Hai Bà Trưng gây hiểu lầm mà chuyện cổ tích Thạch Sanh đã bị biến tướng quá thô lậu và gây rợn. Nhiều phụ huynh tỏ ra ngạc nhiên khi phát hiện chi tiết lạ trong câu chuyện cổ tích Thạch Sanh được in trong tập Truyện cổ tích Việt Nam gồm những tác phẩm chọn lọc cho thiếu nhi của nhà xuất bản Kim Đồng tái bản tháng 10 năm 2014. Cuốn sách này do nhóm tác giả siêu tầm và tuyển chọn do ông Trần Đình Nam làm chủ biên. Đáng bàn cãi nhất là trang 40 của cuốn sách có đoạn Thạch Sanh con ơi, mẹ phải chết đây con ạ. Con sống được là nhờ xóm nhờ làng, vậy thì khi con khôn lớn, con phải hết lòng vì làng vì xóm. Nói rồi, bà cởi chiếc quần độc nhất của mình trao lại cho con. Con cũng đã lớn rồi đấy, cởi chuồng mãi thế người ta cởi cho. Hãy giữ lấy cái quần này của mẹ mà mặc. Rồi bà tắt thở. Thạch Sanh không nỡ để mẹ chết trần, nên chỉ xé một mảnh ống quần để làm khố, còn mặc vào cho mẹ, rồi nhờ xóm làng chôn cất tử tế. Đến đây, chắc hẳn có khá nhiều người thấy vô lý. Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn, Thạch Sanh lại thiếu thốn quần áo như vậy hay sao? Chưa kể là đoạn nhiều khố cho con của mẹ Thạch Sanh cũng khiến nhiều người phải đỏ mặt. Chưa hết bàng hoàng, tiếp đó, trong đoạn miêu tả Thạch Sanh giết chàng Tình lại có thêm một chi tiết vô cùng bạo lực, đó là Thạch Sanh vung búa đánh nhau với Trần Tinh suốt một ngày một đêm, không phân thắng bại. Cuối cùng, Trần Tinh bị đuối sức, Thạch Sanh giơ búa nhè giữa đầu Trần Tinh bổ xuống thật nhanh, nó bị vỡ đầu, óc phọt ra chết tươi. Đọc xong, ai nấy đều phẫn nộ, thiết nghĩ chuyện dành cho trẻ em không nên có những chi tiết bạo lực và nhạy cảm như vậy. Chưa kể là những đầu sách này đều được xuất bản từ những nhà xuất bản uy tín, ấy thế mà lại có những hạt sạn to như vậy. Không biết rằng khi trẻ em đọc được thì sẽ như thế nào? Bởi rất có thể những chi tiết này sẽ nuôi dưỡng tính bạo lực của một đứa trẻ mà chúng ta không hề hay biết. Trước đây, đã có lần người ta tranh cãi về kết thúc của truyện cổ tích Tấm Cám, rằng cái kết cô Tấm làm mắm cô Cám gửi về cho mẹ cô Cám như trong bản gốc là quá dã man, không nhân văn và nên cắt bỏ cho hợp với văn hóa của ngày hôm nay. Việc thêm hay bớt, biên tập lại những câu chuyện cổ tích hoàn toàn nên làm nếu điều đó đưa đến cho trẻ em một thế giới nhân văn trong sáng, ấm áp tình người và những thần tượng. Ví dụ, việc sửa lại chuyện Tấm Cám là đúng, nhưng thêm mới những tình tiết ghê rợn và thô lậu như chuyện Thạch Sanh thì không. Nhiều người cho rằng việc thêm tình tiết mẹ nhường chiếc khố duy nhất cho Thạch Sanh không hợp lý. Hơn nữa, việc dùng ngôn từ miêu tả mang tính bạo lực về cuộc chiến với Trần Tinh không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Thử hình dung ra một ông bố kể cho đứa con 5 tuổi đến đoạn Thạch Sanh chém phọt óc Trần Tinh, con sẽ tròn mắt và hỏi phọt óc là thế nào? Người bố có dám trợn mắt hung hãn mô tả cụ thể cái sự phọt óc ấy hay không? Hay là đoạn ba mẹ phải cởi nốt cái quần duy nhất trên người, ông bố sẽ minh họa kiểu gì? Thú thật là khi người lớn đọc những tình tiết kể trên cũng thấy sởn gai ốc, không phù hợp chứ đừng nói là trẻ em. Điều bất ngờ là cuốn sách ẩu này đã tái bản 8 lần và được bày bán tràn lan trên thị trường. Câu hỏi được đặt ra, trước khi xét duyệt những chi tiết man dợ này, nhà xuất bản có nghĩ nó chưa thực sự phù hợp với trẻ em hay không? Liên quan đến sự việc trên, các nhà nghiên cứu văn học dân gian đã nói gì? Theo ông Nguyễn Hùng Vĩ, chuyên gia nghiên cứu văn học dân gian, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng, việc thêm những tình tiết lạ trong câu chuyện Thạch Sanh như trên là không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, gây tác động xấu đến tâm lý của trẻ nhỏ. Hơn nữa, trong đoạn giết Trần Tinh có thể tưởng tượng ra những chi tiết vô anh hùng vừa mang tính nghệ thuật. Giả dụ như khi Trần Tinh chết, một tia chớp lóe lên vang động cả núi rừng,
chứ không cần phải đưa những từ ngữ thô bạo, vỡ đầu, phọt óc vào câu chuyện. Về chi tiết thạch xanh được mẹ nhiều khố, nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng đây là một sự vụng về trong biên soạn. Việc nhường y phục cho người khác, cho con, cho bạn là một mô típ sẵn có trong kho tàng chuyện cổ dân gian và người kể truyền miệng có thể dùng. Câu chuyện Chử Cú Vân nhường y phục cho con trai Chử Đồng Tử vốn đã nằm sẵn trong tâm thức dân gian. Tuy nhiên, việc ghép tình tiết này vào câu chuyện thạch xanh là không phù hợp. Việc trao đổi y phục giữa những người đồng giới là bình thường, nhưng sự trao đổi khác giới như cách kể ở đây lại là một điều rất vụng về, cần phải tránh. Như chúng ta đã biết, chuyện cổ tích nằm trong dòng văn học dân gian đã từng là chủ điểm gây tranh cãi rất nhiều lần khi tái bản. Hầu hết các chuyện dân gian được tái bản đều được pha chế, thêm thắt rất lạ lẫm. Văn học dân gian với đặc trưng là văn học truyền miệng, là sản phẩm của cộng đồng. Những dị bản này có thể thêm bớt tùy theo trí tưởng tượng, sự hóm hình của người kể. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn với những ranh giới không được bước qua. Người kể có thể tung hứng thêm bớt, nhưng người biên tập phải giữ nguyên tắc là với các trẻ em ở độ tuổi luôn tin vào những chuyện cổ tích là thật, là gần và có những thời điểm các em sống cùng nhân vật, không gian, thời gian đó. Sau khi dư luận phản ứng trước những chi tiết lạ như thạch xanh cửa chuồng, được mẹ nhường khố trước khi chết và chém trang tình óc phọt, chết tươi, nhà xuất bản Kim Đồng đã ngừng phát hành cuốn truyện cổ tích Việt Nam, đồng thời chỉnh sửa lại nội dung chưa phù hợp trong cuốn sách. Có thể khẳng định, việc thêm hay bớt những chi tiết trong truyện cổ tích hoàn toàn nên làm nếu điều đó đưa đến cho trẻ em một thế giới nhân văn trong sáng, ấm áp tình người. Nhưng thêm mới những tình tiết ghê rợn và thô lậu, bạo lực như chuyện thạch xanh thì không thể chấp nhận được. Mới đây, nhiều phụ huynh tỏ ra ngạc nhiên khi phát hiện chi tiết lạ trong câu chuyện cổ tích Thạch Xanh được in trong tập truyện cổ tích Việt Nam gồm những tác phẩm chọn lọc cho thiếu nhi của nhà xuất bản Kim Đồng tái bản tháng 10 năm 2014. Tại trang 40 của cuốn sách có đoạn Thạch Xanh con ơi, mẹ phải chết đây con ạ, con sống được là nhờ xóm, nhờ làng, vậy khi con khôn lớn, con phải hết lòng vì làng, vì xóm. Nói rồi, bà cởi chiếc quần đồng nhất của mình trao cho con cũng đã lớn rồi đấy, cởi chuồng mãi thế này người ta cười cho, hãy giữ lấy cái quần này của mẹ mà mặc. Rồi bà tắc thở, Thạch Xanh không nỡ để mẹ chết trần nên chỉ xé một mảnh ống quần để làm cái khố, còn mặc vào cho mẹ rồi nhờ xóm, nhờ làng chôn cất tử tế. Tiếp đó, trong đoạn miêu tả Thạch Xanh giết Chăn Tinh, viết Thạch Xanh vung búa đánh nhau với Chăn Tinh suốt một ngày một đêm không phân thắng bại. Cuối cùng Chăn Tinh bị đuối sức, Thạch Xanh giơ búa nhè giữa đầu Chăn Tinh bổ xuống thật nhanh, nó bị vỡ đầu, óc phọt ra chết tươi. Những câu chữ vụng về, miêu tả quá chi tiết và dùng từ ngữ mạnh mẽ tả hành động giết Chăn Tinh trong truyện Thạch Xanh khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Việt sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.